Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các em một ứng dụng giúp các em có thể chụp ảnh và bên cạnh cái việc chụp ảnh gửi cho thầy cô khi mà được giao yêu cầu làm bài á, thì chúng ta còn có một cái tính năng khác nữa. Vậy thì cái ứng dụng đó là gì? Thì chúng ta sẽ sử dụng ra sao? Thì bây giờ mời các em cùng theo dõi nội dung video này. Về lý do tại sao thầy lại làm cái video clip này để chia sẻ tới các em? Vì có rất nhiều em học sinh chụp cái ảnh gửi cho thầy cô mà nó méo rồi nó không rõ nữa. Vậy thì ứng dụng này có thể giải quyết được vấn đề đó. Vậy làm thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái CH Play. Nếu thiết bị của các em á là thiết bị Android á, thì chúng ta có thể vào cái mục CH Play này. Chúng ta có thể nhìn dễ dàng nhé, CH Play. Hoặc nếu mà trên ngoài ngoài màn hình chúng ta không có thì chúng ta sẽ tìm trong menu các bạn nhé. Đây, chúng ta mở menu này, rồi tìm trong menu cái mục CH Play. Đây, chúng ta có thể dễ dàng thấy cái mục CH Play trên thiết bị Android các em nhé. Còn đối với iOS thì chúng ta mở cái chợ ứng dụng Apple Store lên và chúng ta cũng tìm cái ứng dụng. Tí nữa thầy sẽ chia sẻ cho các em cái ứng dụng đó là gì. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào CH Play. Từ CH Play chúng ta sẽ tìm kiếm. Bây giờ chúng ta có thể để ý đây là cái mục tìm kiếm ở trong khung này. Đây, chúng ta nhìn thấy cái mục tìm kiếm ha, ở bên trên cùng á. Đó, chúng ta sẽ gõ ở đó cái mục tìm kiếm cái ứng dụng. Về hiện thị bây giờ hiện tại là cái giao diện chúng ta thấy là cái giao diện màn hình toàn trò chơi thôi. Vậy chúng ta phải chuyển đến cái mục ứng dụng các bạn nhé. Ở phía bên dưới của ứng dụng ấy, chúng ta nhìn thấy cái chúng ta sẽ chuyển đến cái mục ứng dụng này nhé, để nó sẽ xuất hiện ra cái tất cả những ứng dụng và chúng ta tìm. Đó. Chứ còn nếu mà để cái giao diện trò chơi này thì chúng ta sẽ không tìm được ứng dụng đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái mục ứng dụng nhé. Rồi, bấm vào ứng dụng này, sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm này. Rồi, tìm kiếm thì chúng ta nhập vào khung này ha, chúng ta nhìn cho nó rõ nhé, nhìn vào cái khung này này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm cái ứng dụng có tên là Lens. Đó, chúng ta nhập vào đây nhé, chữ Lens này. Đó, chúng ta gõ vào chữ Lens này, thêm S vào đi ha. Đó, chữ Lens. Chúng ta có thể để ý đấy, chữ len này ha. Đó, chữ len nha. Sau khi chúng ta tìm đúng cái chữ này là thì chúng ta sẽ bấm tìm kiếm. Rồi hiện thị nó ra rất nhiều thứ như ống kính này, Google rồi như nào đó, Smart Lens này. Nhưng mà chúng ta sẽ chú ý cho thầy cái ứng dụng đó là Microsoft Lens. Chúng ta nhìn thấy không? Microsoft Lens. Và ứng dụng này hiện tại đang có khoảng 10 triệu người tải về sử dụng. Còn cái ứng dụng mà 500 triệu lượt tải này thì thầy không đề cập đến cái ứng dụng này. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến cái Microsoft Lens nhé. Chúng ta bấm vào đó. Và chúng ta sẽ chọn cài đặt. Chúng ta để ý cái chữ cài đặt này ha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chữ cài đặt. Sau khoảng thời gian rất ngắn thì ứng dụng của chúng ta sẽ được cài đặt vào trong thiết bị. Chúng ta không nên cài những ứng dụng khác nhé, trong ứng dụng này là khá tốt rồi. Tí thầy sẽ chia sẻ cho các em những cái đặc biệt của cái ứng dụng này. Rồi hiện tại thì ứng dụng của chúng ta đã cài đặt xong rồi. Bây giờ chúng ta vào cái mục mở xem nó có xuất hiện những cái gì nhé. Mở này. Hiện tại đây là lần đầu tiên ứng dụng nó chạy, dẫn đến nó sẽ xuất hiện một số cái khung yêu cầu chúng ta là cho phép cấp quyền. Vậy chúng ta phải cho phép ứng dụng hoạt động, bao gồm cho phép quay phim, chụp ảnh. Rồi, hiện tại bây giờ nó đã truy cập vào ứng dụng rồi. Chúng ta có mục bắt đầu quét, bỏ túi này, lưu và chia sẻ này. Bây giờ có cái mục quét. Vậy đây là ứng dụng mà khi chúng ta khởi động thì chúng ta sẽ chọn cái ứng dụng này. Chúng ta sẽ chọn bắt đầu quét. Rồi tiếp theo chúng ta phải chọn một số cái yêu cầu của ứng dụng đòi hỏi, ví dụ như cái mục tiếp theo này chúng ta thấy không? Vậy thì có bước gì thì yêu cầu chúng ta thì chúng ta cố gắng thực hiện theo, chọn tiếp theo. Rồi thứ nhất là chúng ta có hai mục: không gửi dữ liệu tự chọn hoặc chấp nhận và gửi dữ liệu tự chọn. Như mình thì mình thường không gửi dữ liệu tự chọn thì chúng ta sẽ chọn cái mục ở bên trên đây, cái mục này cho các bạn nhé. Thì còn cái thứ hai á, mục thứ hai thì cũng được, không sao cả.
nhưng mà chúng ta sẽ gửi những ứng dụng này là những cái gì đó cho hệ thống, cho nhà điều hành để nó phân tích gì đó, thì mình cũng thích lắm. Cho nên thầy khuyên các em là không gửi dữ liệu thì chọn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái mục đó. Rồi sau đó tất cả những mọi thứ đã ok rồi, chúng ta chọn chữ đóng. Hiện tại ứng dụng yêu cầu chúng ta cho phép truy cập camera thì chúng ta sẽ phải cho phép. Đó. Chúng ta sẽ phải cho phép. Rồi, trong khi dùng ứng dụng này, chúng ta nhìn thấy cái hộp thoại đấy không? Cho phép chấp nhận camera này. Cho phép khi sử dụng ứng dụng này thì chúng ta sẽ chọn cái bên dưới thôi ha. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái mục trong khi dùng ứng dụng này. Như vậy thì hiện tại thì cái ứng dụng này đã khởi động lên. Và chúng ta có thể để ý đấy là chúng ta giơ cái thiết bị của chúng ta lên. Chúng ta chụp thì hiện tại bây giờ trong mục này chúng ta để ý đến này, nó có một số cái yêu cầu chúng ta có thể để ý đến bên dưới này. Thứ nhất là bảng trắng này, thứ hai là tài liệu này, thứ ba là hành động này, còn danh thiếp ảnh ấy, thì thầy sẽ chia sẻ cho các em cái mục là tài liệu và hành động. Vậy bây giờ thầy sẽ làm trước cái mục tài liệu để chúng ta có thể làm được nhé. Bây giờ chọn tài liệu, sau đó chúng ta đưa máy ảnh ở một vị trí phù hợp, sau đó chúng ta giữ cố định máy ảnh và bấm chụp. Rồi bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh khung hoặc hệ thống tự động điều chỉnh khung, chúng ta có thể nhìn thấy hệ thống điều chỉnh khung tự động nhé các bạn nhé. Thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách là chúng ta đưa đưa tay vào các cái góc ấy. Chúng ta có đưa tay vào các cái góc ấy. Đó, các em thấy để ý đấy nha. Đây là các góc mà các em có thể điều chỉnh kích thước đó, các cái nút này ha. Đó, điều chỉnh kích thước để chúng ta thấy là cái kích thước nó phù hợp. Sau khi chúng ta điều chỉnh kích thước ok rồi thì chúng ta sẽ bấm cái mục xác nhận bên dưới. Chúng ta nhìn thấy cái chữ xác nhận bên dưới ha. Bây giờ bấm xác nhận này. Đó. Vậy thì hệ thống nó sẽ tự động điều chỉnh cái trang giấy chúng ta, đưa ra một cái văn bản đẹp nhất để chúng ta có thể sử dụng. Vậy nếu mà chúng ta muốn nó đẹp hơn nữa thì chúng ta có thể chọn cái mục bộ lọc. Chúng ta có thể nhìn thấy mục bộ lọc. Đây. Mục bộ lọc bên dưới đấy, chúng ta nhìn thấy không? Mục bộ lọc hoặc là xén hoặc là xoay cái văn bản sao cho nó đẹp. Đó. Thì có rất nhiều mục ở đây. Thì bây giờ mục bộ lọc chẳng hạn, chúng ta sẽ làm quen sơ qua cái mục bộ lọc. Bây giờ là hình ảnh thì chúng ta muốn nó đen trắng hay nó sáng hơn thì chúng ta sẽ chọn một số cái mục bên dưới đấy. Chúng ta có thể để ý đấy. Đây là tài liệu này, làm sáng này, đen trắng này. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta có thể sử dụng các cái tùy chọn nào đó cho nó phù hợp với cái bản của chúng ta cho nó đẹp. Nếu để tài liệu thì nó sẽ không còn màu nữa và nó sẽ làm trắng cái nền, chữ nó sẽ rõ lên. Làm sáng tức là vẫn để màu nhưng mà cái văn bản nó sẽ sáng hơn, và làm sáng hơn nữa thì nó sẽ tẩy đi những cái vết đen đen loang lổ đó, và nó làm sáng cái văn bản lên. Và chúng ta có thể để ý đấy, cái văn bản nó rất đẹp đó, chúng ta có thể zoom lên thấy không, zoom lên văn bản rất đẹp đó. Vậy thì đây là cái chia sẻ đầu tiên liên quan đến cái việc chụp văn bản tài liệu. Vậy chia sẻ thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ đi vào quay trở lại cái mục này. Chúng ta đi vào cái mục hành động. Chúng ta đi vào mục hành động nhé. Đây này, mục hành động này, nó nằm dưới này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn mục hành động. Vậy thì hiện tại bây giờ vừa rồi nó chụp cái văn bản cho nên yêu cầu chuyển sang mục hành động sẽ loại lựa chọn hình ảnh hiện tại. Chúng ta chọn hủy bỏ. Chọn lại, chọn chữ bỏ ha. Rồi. Bây giờ chúng ta chọn đã hiểu. Rồi trong mục hành động ấy, thì chúng ta có cái mục đọc. Cái mục đọc là cái mục mà rất là tuyệt vời ở chỗ này. Tức là nó chụp một cái văn bản này, văn bản tiếng Anh đây. Bên cạnh việc nó chụp cái văn bản tiếng Anh này ra thì nó sẽ đọc cái văn bản tiếng Anh này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chụp nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta lấy cố định một đoạn này thôi. Chúng ta điều chỉnh kích cỡ lấy cố định một đoạn này thôi. Đó, chúng ta lấy một đoạn này thôi. Cho nó đọc cái đoạn này thôi ha. Các bạn nhé, lưu ý này. Chúng ta sẽ cho nó đọc cái đoạn này. Sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta chọn tiếp tục ở bên dưới. Chúng ta thấy chữ tiếp tục bên dưới này, đúng không? Đó, đó, chữ tiếp tục ha. Rồi, chọn tiếp tục. Rồi, lưu ý này, thiết bị chúng ta phải có internet nhé. Rồi sau khi chúng ta chọn tiếp tục rồi thì hệ thống sẽ tự động
chuyển cái văn bản chúng ta thành chữ tiếng Anh, và chúng ta có thể nghe đọc cái đoạn tiếng Anh này. Bây giờ có một số cái mẹo này, tiếp theo này, điều chỉnh giọng nói này, điều chỉnh kích cỡ này. Đó, rồi bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh giọng nói ở đây. Đó, chúng ta sẽ điều chỉnh giọng nói nhé. Bây giờ chúng ta chọn bấm này, giọng nam hay giọng nữ này, tốc độ. Nếu chúng ta hiện tại chúng ta nghe chậm chậm thế này, chúng ta chọn 0.75, hoặc nghe giọng thật chúng ta chọn tốc độ mật số 1. Đó, rồi bây giờ chúng ta di chuyển sang cái mục điều khiển cái kích cỡ chữ. Đó, chúng ta sẽ bấm vào chọn kích cỡ chữ chẳng hạn. Rồi bấm vào đây. Ở trong cái kích cỡ chữ này thì chúng ta sẽ chọn là cỡ chữ cho nó phù hợp ha. To bé gì đó cho phù hợp chúng ta chọn ha. Rồi giãn cách thì chúng ta không cần giãn cách thôi cũng được. Giãn cách thì nó giãn cái chữ nó dài ra, còn không giãn cách thì cái chữ nó sẽ thu hẹp lại. Rồi về màu sắc thì chúng ta có thể chọn màu sắc cho nó phù hợp. Rồi chúng ta có thể để ý đến bên cạnh đó chúng ta có cái chữ này, cái mục này và cái mục này tương tự, thì chúng ta sẽ thiết lập những cái gì đó phù hợp ở trong hai mục này. Rồi, ví dụ bấm một cái bên để cho nổi màu danh từ lên. Rồi ok, những từ nào là danh từ nó nổi màu lên. Cho nổi màu trạng từ lên thì những từ nào là trạng từ nó nổi màu lên với một cái màu khác. Đó, thì chúng ta sẽ chọn nhìn thấy hiển thị cho nó phù hợp. Rồi các biểu tượng cuốn sách thì chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ để nó dịch. Khi chúng ta bấm vào một chữ đó thì chúng ta sẽ chọn tiếng Anh hay tiếng Việt chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếng Việt nhé. Chọn tiếng Việt này. Rồi tiếng Việt nằm dưới này. Đó. Vậy thì khi chúng ta sẽ bấm vào từ nào thì nó dịch từ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử luôn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chữ information xem nó chọn là dịch là gì nhé. Rồi information nó dịch là thông tin, và chúng ta có thể nghe nó đọc luôn này. Để thử kích âm thanh lên chút. Rồi nghe đọc nhé. Information. Đó, bây giờ đọc cả tiếng Việt luôn này. Thông tin. Đó, chúng ta thấy không? Vậy thì cái đầu tiên là chúng ta thấy nó đọc từng từ một. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó đọc toàn đoạn văn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bấm chuột ở chỗ khác và bấm chữ in này. Đó, và bấm đọc này. In my opinion, the internet is a very fast and convenient way for me to get information. I can also communicate with my friends and relatives by means of email or chatting. However, I don't use the internet very often because I don't have much time. For me, the internet is a wonderful invention of modern life. It makes our world a small village. Rồi, vậy đó là cái giọng nữ. Chúng ta có thể thay đổi giọng bằng cách là chọn giọng nam và chọn tốc độ chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ chọn. Đó. In my opinion, the internet is a very fast and convenient way for me to get information. Như vậy là thầy vừa chia sẻ cho các em cái ứng dụng Scan của Microsoft Lens. Ứng dụng này không những giúp chúng ta chụp ảnh thật là đẹp mà giúp chúng ta còn có thể chuyển cái văn bản thành giọng nói, giúp chúng ta nghe một đọc một đoạn văn bản một rồi chúng ta sẽ đọc lại theo, nó sẽ hiệu quả hơn. Cảm ơn các em đã theo dõi nội dung video này. Đừng quên chia sẻ nội dung video này cho các bạn của mình cùng tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo.